Chắc có lẽ tụi con phải về rồi à, Vậy phải, đến giờ rồi à, Dì nói với Sơn Trà là có tụi con ghé qua Giờ có lời hỏi thăm Ờ, à, chắc chắn là tôi sẽ nói lại rồi Nhưng mà tôi không nói về món bánh đâu <cười> <cười> Dì Tư à Dì hỏi giùm con mấy người bạn của Sơn Trà nha Tất nhiên, dì sẽ hỏi mà Dạ, tụi con xin phép dì con về Ừ, con xin phép. Rất tiếc đó là cô cậu phải đi rồi. Tôi luôn á sẵn sàng cho cuộc điều tra. Điều tra? Ý tôi á là cậu hỏi thẳng Sơn Trà đi đó. À, dạ phải Giờ à. à, dạ thì cô cậu đi đi. Dạ, tôi có cho gì à? <laughs> đi. bà ta đúng là một con cáo già ngay từ đầu bà ta đã biết hết mọi chuyện biến chúng ta thành một lũ ngốc mà cô gái em nói tên là gì vậy không là ai cả em chỉ thử bà ta thôi bà ta không bị sập bẫy đâu bà ta đang cười mình đó nhưng mà anh có thấy cái cách bà ta nuốt dẫn cái bánh không rồi còn tắm cổ chúng ta ra ngoài nữa đúng là sất sược mà em à anh nghĩ mình quên chuyện này đi dĩ nhiên là không rồi mà tại sao anh lại nói như vậy không thể nào để cho cô ta đắc ý cô ta sẽ biết tay em cô không có quyền không có quyền thông báo với mọi người chuyện đó thạch minh anh sao vậy giờ mọi người đã biết hết rồi không ai ngăn cản anh nữa. Đó là quyền quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình. Không phải là cô. Cô có biết không? Chúng tôi còn có dự định là sẽ kết hôn bí mật. Bí mật? Không thể được. Cô là người của công chúng. Không thể làm như vậy được. Cô đúng là thiếu thận trọng. Tại sao nói chuyện riêng của chúng tôi chứ? Vì cô, bây giờ chúng tôi thành con rối của mọi người kìa. <laughs> như vậy mà có gì là không được. Thôi cô im đi. Đừng có chọc tức tôi nữa. <laughs> anh bình tĩnh đi thôi được rồi tôi nghĩ là mình đã hơi quá đà cô chỉ nghĩ là hơi quá đà thôi à đúng tôi thừa nhận mình thiếu thận trọng nhưng tôi nghĩ không có gì sai cả hôn lễ sẽ rất là hấp dẫn đối với mọi người cô có biết mình đang nói gì không cô biết đám cưới của tôi thành một món hàng món hàng kinh doanh của mọi người kìa tại sao chúng ta không thể lợi dụng nó tôi làm như vậy là vì lợi ích của công ty thôi thì ra đó chính là điều cô muốn à cô đã lên kế hoạch từ trước đúng không không chỉ là thời cơ đến và tôi chỉ tận dụng nó thôi cô đúng là kẻ cơ hội tôi không muốn nghe cô nói nữa ra ngoài đi ờ <laughs> anh đừng có nóng như vậy đi được nhưng anh sẽ thấy những gì tôi nói là đúng. Tôi không hiểu nổi mà. Anh. Anh. Rồi, được rồi. Cô <laughs> à, chào gì? à, Ủa, cậu mới đến chơi hả? Dạ. <laughs> tôi rất cảm ơn cậu đấy nha. Vì cậu đã đối xử tốt với tôi cảm ơn về số tiền đó. Tại vì chú nợ á, thúc ép quá à, nên tôi mới... Vậy thì gì không cần phải cảm ơn con đâu. Thật lòng á, con muốn làm vậy. Hơn nữa, con rất vui khi giúp được gì. <laughs> Cậu đúng là một thiên thần mà. À, mà lần trước gặp con á, dì định nói gì được cuối cùng dì chạy đâu mất tiêu à. à, à... À, 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 không có gì quan trọng đâu con ừ nhưng mà chuyện đó con thấy hơi tò mò đó à, định nói chuyện vui thôi mà không có gì đâu rồi à, Đúng chuyện cháy á à, không phải cháy đâu à, khói từ tờ báo bốc lên và thiết bị báo cháy nó kêu vậy thôi chắc là có ai đó đang đùa giỡn gì đó đùa hả trời ơi sao chơi ngu vậy ai mà đùa quá tay vậy ta trái nhà trái công ty đâu phải chuyện chơi à, dạ uhm. nhưng mà không phải vì có chuyện gì muốn nói với con về sơn trà ờ à, ờ à à, à à đâu có gì quan trọng đâu à, um. à, con thấy hơi lo lắng về chuyện đó đó tại vì vì cảm thấy lo lắng về khoản nợ đó mà không biết kiếm tiền đâu mà trả nợ nhưng giờ thì <laughs> ổn rồi à, chỉ có vậy thôi à, <cười> à. <cười> em đã phạm một sai lầm lớn em không nên tuyên bố việc đám cưới đó quá sớm như vậy Em đồng ý với anh Đám cưới đó bây giờ trở thành tiêu đề bàn tán của nhiều người Và Thạch Minh không còn lựa chọn nào khác Ngoài việc hợp tác với mình Nhưng cũng có thể là vì chuyện này Mà nó ghét chúng ta Đúng vậy Cậu ấy đang giận em Nhưng thời gian rồi cũng sẽ hết Cậu ta sẽ thấy Về lâu về dài Sẽ có ích cho cậu ta Em đừng có chắc chắn như vậy nó là con anh, anh hiểu nó. Tinh khi nó khó chịu lắm, chưa kể tới mẹ nó nữa. Bà ấy thì không thích chuyện này và chính bà ấy cũng không thích em liên quan đến. Nhưng có lẽ, nhưng không lẽ mình chiên trứng mà không đập vỏ trứng sao anh? Tất cả mọi chuyện cũng đều là thực hiện theo ý tưởng của em. Đúng vậy, đó là ý tưởng rất là hay. Em sẽ thực hiện nó thật suôn sẻ, rồi anh sẽ thấy. Em dám cá với anh. Thúy Vi, chúng ta đang bàn về đám cưới của con anh. Chứ không phải là vụ làm ăn đâu. Thôi được. Nhưng có gì sai khi mình kết hợp lợi ích kinh tế với lợi ích cá nhân chứ? sao lại nhìn em như vậy <laughs> chỉ là đôi khi anh thấy em quá lạnh luôn để đạt được mục tiêu cần suy nghĩ với một cái đầu lạnh không phải anh đã dạy em sao em chỉ áp dụng bài học đó thôi <laughs> có vẻ là em tiếp thu rất là tốt <laughs> anh à hãy để công việc qua một bên đi bây giờ em chỉ muốn ở bên anh thôi bình dạ con đã xem chưa con nhỏ ngu xuẩn đó làm một việc không thể nào chấp nhận được mẹ cũng biết chuyện đó rồi sao con nhỏ đó lại làm như vậy chứ Thật là tệ hại Đúng là một con đàn bà không có ra gì <laughs> Chỉ có trời mới biết được Là cô ta đang nghĩ gì Nhưng nó có liên quan gì tới đám cưới của anh con chứ Mẹ à Bây giờ Cả công ty Người nào cũng rỉ tay nhau Là tất cả những chuyện này Là do mụ đó lên kế hoạch Thậm chí cả anh Minh cũng không biết Mẹ chắc chắn nó làm như vậy là để chọc tức mẹ <laughs> Dĩ nhiên rồi Nó làm như vậy là để dày dò mẹ nó biết là mẹ không đồng ý cái đám cưới đó mà cô ta biết à dĩ nhiên là nó biết rồi mẹ chắc chắn là ba con đã nói với nó mẹ nhưng mà chúng ta phải thừa nhận đó là một kế hoạch hoàn hảo nhưng tại sao nó lại lo cái chuyện gia đình của mình chứ tại sao nó lại dính dáng vào chứ thôi mà mẹ mẹ bình tĩnh lại đi chuyện này cũng đã xảy ra rồi chuyện này chưa có xong đâu rồi con sẽ thấy mẹ. Ăn miếng trả miếng cho mà coi. Cái gì? Nhung nói con nhỏ đó dám công bố chuyện thằng Minh đám cưới với công chúng hả? Con nhỏ đó đang cố tình chọc tức mình. Nhất định mình sẽ cho nó biết tay. Thì không thể ngờ được mà. Vậy giờ Nhung tính làm sao? Nhung sẽ không để cho họ muốn làm cái gì thì làm đâu. Thôi, Nhung sẽ gọi lại sau. Bây giờ Nhung đi gặp nó đây. Rồi, rồi, rồi. Có gì báo liền cho mình nghe. Chào Nhung. Có chuyện gì vậy mẹ? Cô Nhung nói Thúy Vi, người tình của ông Thạch đó, đã lợi dụng phòng truyền thông của công ty để công bố chuyện kết hôn giữa thằng Minh với Sơn Trà ra ngoài đó. Thật quá đáng mà. Anh Minh không thể nào làm như vậy được. Anh ấy không thể nào bỏ con dễ dàng như vậy. Ờ. Con quyết không để yên chuyện này. Con phải gặp anh Minh nói cho cả ra lẽ. Huệ nghi, bình tĩnh đi con. Con gặp thằng Minh để làm gì? Mẹ tưởng con đã hiểu ra chuyện là chuyện giữa con với thằng Minh là không thể rồi mà. Con không cam tâm mẹ à? Con làm gì nên tội để bị đối xử như vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống đi nghe mẹ nói này con. Chuyện công khai này á là chủ ý của Thúy Vi. Thằng Minh còn không biết nữa mà. Con đừng có trách nó, mà cũng đừng có tự dày dò mình nữa nghe con. Còn biết bao chàng trai theo đuổi con. Con đừng vì nó mà chôn vùi niềm vui cuộc sống của mình. Con rất cố gắng, nhưng con không thể nào quên được anh Minh. Huệ Nghi, hề chỉ có một mình con thôi không lẽ con muốn mẹ phải lo lắng cho con hoài sao nghe mẹ thằng minh nó không có xứng đáng với con đâu con hãy quên nó đi con mà con hãy nghĩ kỹ lại coi con thật sự không quên thằng minh vì tình yêu hay là sự háo thắng không đạt được hả con đứng lại bà muốn gì tôi không có gì để nói với bà hết Tôi hỏi cô nè Tại sao cô muốn con trai tôi lấy con bé về quê đó Cô nói đi Tại sao <laughs> Ý bà là sao <laughs> Cô đừng giả dờ với tôi Cô chính là người quảng cáo về đám cưới đó khắp nơi Đúng không <laughs> Bà thôi đi Nếu bà muốn nói chuyện với tôi Thì hãy thay đổi thái độ đi Tôi không muốn bà lên mặt với tôi đâu <laughs> Cô nghe cho rõ đây Cô đã dụ dỗ chồng tôi Được thôi Nhưng tôi không để cô phá hoại cuộc đời con trai tôi đâu Cô nghe rõ chưa <laughs> Bà điên rồi Bà đúng là bà già điên mà Đứng điên lại là... à, Ông khó hả là... Dám đánh tao đi hả Tôi đi Hai người bình tĩnh lại đi Nhớ cho rõ đó À, được rồi được rồi tôi hiểu rồi ừ chú ừ? chú nghe tin gì chưa chuyện gì chuyện khủng khiếp tại công ty mình luôn vợ của ông thạch á vào tận công ty của mình để đánh ghen với bà phi trời đất ơi có chuyện đó nữa sao có con tình cờ đi ngang cô gặp rồi con mới can ngăn hai người lại mà công nhận đó chú Khi mà phụ nữ họ ghen á Công nhận ghê thiệt á Phụ nữ một khi mà họ đã ghen á Thì không có gì đáng sợ bằng đâu Phụ nữ khi ghen á Họ quên hết những bài học tử tế mà họ đã được học Kiểu này chắc con à, Ở vậy luôn con không dám lấy vợ đâu Đỡ như mà phụ nữ nổi cơn lên Chắc con chết quá <laughs> Chú tưởng đâu là cháu không muốn lấy vợ Là vì cháu muốn được tự do Ai dè, cũng nhắc cái à <laughs> À mà nè, chú thấy phụ nữ á, đôi lúc họ cũng dễ thương lắm chứ. Dễ thương khỉ khô, chú nghĩ coi. Lúc mà họ ghen, họ đánh nhau, còn còn ớn nổi da gà luôn chứ dễ thương. <laughs> Cái thằng. Anh hai sắp rời khỏi đây. Công ty ảnh thắng thầu một dự án lớn ở Đắk Lắk. Vậy khi nào anh đi? Ngày mai. Anh nói mời anh tới dùng bữa tối Buổi tiệc chia tay <laughs> Vậy hả? Thì tối mai anh sẽ đến Hải <laughs> Ngọc à Anh thật lòng xin lỗi Vì đã làm em phải lo lắng trong thời gian qua Từ giờ trở đi Anh hứa Sẽ không làm em thất vọng nữa đâu Anh hai phải đi xa, giờ em chỉ có mình anh bên cạnh, mình cùng cố gắng nha anh <laughs> Anh đã quên tất cả những quá khứ, bây giờ anh chỉ có mình em và tương lai của hai chúng ta thôi Em hãy tin anh nha Em tin anh mà <laughs> Bà ta bị điên rồi, anh nên nhốt bà ta vào nhà thương điên đi Đừng thả bà ta ra đường nữa anh thấy khó tin mà tại sao bà ta lại làm như vậy chứ anh khó tin hả bà ta đã tát vô mặt em anh không tin em hả thật kỳ lạ không có gì kỳ lạ hết anh phải cấm bà ta vô công ty bà ta rất là nguy hiểm thì đó là điều anh vẫn muốn nhưng anh không thể bà ấy vẫn là cổ đông của công ty bà ấy được quyền ra vào ở công ty Nhưng anh phải làm cái gì đó đi Bà ta không có quyền làm như vậy đối với em Bà ta không được quyền tấn công em Mà điều anh cần làm trong lúc này á Là phải đẩy nhanh tiến trình ly dị Cắt đứt mọi quan hệ với bà ta Còn em á Em cố gắng tránh xa bà ta đi Không, anh phải nói với bà ta là tránh xa em. Chứ không phải là em tránh xa bà. Em không muốn bà ta đến gần em nữa. Thôi được rồi. Em cứ bình tĩnh đi. Anh cứ nói như vậy đi, để cho bà ta sợ. Thôi được rồi. Anh sẽ nói với bà ta. Chắc là bà biết lý do tôi tới đây Dĩ nhiên Vì cái con nhỏ tình nhân ngu xuẩn đó của ông Chỉ có điều đó mới khiến ông tới đây vào lúc này Thái độ của bà không thể tha thứ được Bà sao vậy? Bà sao vậy? Bà mất trí rồi hả? <laughs> Mà từ khi nào bà lại hành động hồ đồ tới như vậy? <laughs> ông nghe đây Ông đừng tưởng ông làm tôi sợ với vẻ mặt bị xúc phạm như vậy nếu cần phải hối hận với những việc tôi đã làm ông biết việc gì không là việc tôi đã hạ mình nói chuyện với con nhỏ đó đó mà tại sao bà lại gây với cô ta cái gì tôi gây với nó hả nó là người gây sự với tôi <laughs> ai cho nó có quyền quảng bá đám cưới của thạch minh chứ cô ấy không hề đụng tới bà quyết định công bố việc đính hôn là của toàn thể ban giám đốc chẳng có liên quan gì tới bà hết mà thúy vi làm vậy á là được tôi chỉ định <laughs> ông đang nói nhảm cái gì đó nó đang thách thức tôi đó bà thôi đi tôi thấy không còn cách nào để làm cho bà hiểu được đâu <laughs> có vẻ như chuyện ly hôn đã làm cho bà mất trí bà đã mất hết sự minh mẫn và mực thước rồi ông đừng nói với tôi kiểu đó tôi á tôi cấm bà tới gần Thuy Vi và cả công ty nữa Cái gì Ông không có quyền cấm tôi vô công ty Ông nghĩ sao vậy Tôi cảnh báo bà đó Nếu ông nghĩ tôi khoanh tay đứng nhịn Thì ông lầm rồi Tôi không thể nào ngồi yên Khi chứng kiến cuộc đời con trai tôi bị quỷ diệt Nhất là với sự thúc đẩy của con nhỏ đó Bà đừng có nói chuyện đó nữa Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bà Ờ, làm sao anh anh giải thích cho em đi em không có hiểu điều Thúy Vi muốn là lợi dụng chuyện này để trưng bày chúng ta với các nhà tài trợ giống như những món hàng vậy Thúy Vi muốn trưng bày chúng ta giống như bia xà phòng nước ngọt vậy đó ừ, em hiểu rồi họ muốn đẩy chúng ta đến bờ vực và cách duy nhất để ngăn chặn họ là chúng ta phải kết hôn hả ừ ý của anh là làm lễ kết hôn ngay đó hả ừ ừ chị tâm khanh rồi ba của anh nữa mọi người sẽ nổi điên lên á mọi người sẽ gặp em rồi để xem có ai dám quấy phá đám cưới của anh không em không biết nhưng mà anh à em không có chắc nữa xem luôn lo lắng mỗi khi chúng ta bàn chuyện kết hôn vậy anh không hiểu thái độ này của em thì em lo lắng cũng là bình thường mà chuyện quan trọng cả đời người chứ còn gì nữa <laughs> nhưng mà em nên vui lên đi em biết không điều gì khiến em hạnh phúc bằng việc em ở bên anh đâu anh yên tâm đi Vậy bây giờ, mình sẽ chọn ngày nha. Ừ. Đến xem ngày đã. Ừ. Rồi, để coi ngày nào đây ta. Đầu tuần sau được không? Ờ, à, hả? Sớm vậy đó hả? Em không muốn à? Ờ, à, không có. <laughs> Anh xem rồi đầu tuần sau là ngày tốt nhất đó <laughs> anh nghĩ không có ngày nào tốt hơn đâu <laughs> chúc anh lên đường may mắn nhớ phải thường xuyên liên lạc với tụi này nha ok Tôi biết rồi Nhưng mà hai người phải báo cáo tình hình cho tôi biết nha Mối <laughs> bận tâm duy nhất của tôi hiện giờ là hai Ngọc Tất cả trong cậy nhờ anh Thông đó nha um, Rất vinh dự Được nhận trách nhiệm này Hai anh Đã thôi tiếp một dặn dò chưa Bây giờ mình cùng cùng ly Vì những gì tốt đẹp nhất thực ra vì có thông cho nên tôi mới yên tâm đi xa chỉ để hai ngọc một mình á tôi không có yên tâm em xin lỗi vì đã làm ba và anh phải thất vọng ba và anh không bao giờ thất vọng về em hết cuộc sống không thể nào tránh khỏi những chuyện xưa rủi quan trọng là chúng ta phải đối mặt với nó ra sao chúng ta nên ăn mừng vì bây giờ á Mọi thứ đã tốt đẹp rồi. Phải không? Việc bà mất đột cột. Thật sự làm cho chúng ta rất đau buồn. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Thì cứ để cho nó qua. Bây giờ thì... Bà cũng đã yên nghĩ rồi. Em không nên quán trách ai hết. Còn chuyện mà... Em bị hư thai là một mất mắt lớn tất cả chúng ta đều không muốn Nhưng mà Ở một khía cạnh khác á, Thì có thể là ý trời <laughs> Ông trời muốn em và Thông đến với nhau một cách trọn vẹn Quá khứ thực sự đã khép lại rồi Thạch Bình và gia đình nó Sẽ không liên quan gì đến chúng ta nữa đâu <laughs> Anh hai Từ lúc nào mà anh trở thành ông già khó tính vậy Anh còn nói nhiều hơn ba luôn á <laughs> <laughs> Anh cũng muốn lo cho cô em gái vàng ngọc đó mà <laughs> Vô Mời à, cái gì vậy Xem à, Chuyện xảy ra với cậu vậy Bộ tôi biểu cô đi chết sao giờ này mới tới Ngay khi ông chủ vừa gọi tôi á Tôi đã vội vã chạy đến đây Có chuyện gì mà gấp vậy ông chủ Nên Lắng nghe cho kỹ Và làm cho chính xác Tùy đang muốn mua cho Liêu Mị một món quà. À, tôi hiểu rồi. Ông cần lời khuyên của tôi không? Ông nói đi. Ông muốn mua món quà trị giá bao nhiêu? Ngu! Tôi cần cậu làm gì? Hả? Tôi muốn cậu chuẩn bị cho tôi một cái hộp quà thiệt bự. Với cái quà và cái nơ. À. Ông định tặng cho cô ta chiếc xe hơi hả? Ừ, Nó nhiều quá. Đi làm đi. Ờ, vậy là tôi cần làm theo lệnh của ông thôi hả? phải giống như một người lính xâm pha ra chiến trường chỉ cần làm đúng theo lệnh của chỉ huy thôi rõ chưa dạ rõ ờ, nhưng mà ông muốn khi nào có chúng ngày mai ngay ngày mai phải có món quà ra cho tôi nhớ chưa dạ <laughs> đến nơi anh hai nhớ điện thoại về cho em nha <laughs> anh hai có đi luôn đâu mà làm gì nhăn nhó dữ vậy à ở nhà có gì thay đổi thôi gọi điện cho anh nghe đi mạnh giỏi nha <laughs> ok thôi à, hai người về nhà đi dạ yeah. <laughs> 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 tôi có chuyện muốn nói với cô ừ dạ con đang nghe đi ạ với những chuyện như thế này thì tôi không cần phải nói dòng do tôi chỉ cần nói thẳng về vấn đề tôi không đồng ý về mối quan hệ của cô và con trai của tôi và tôi không hề muốn cô lấy nó cô chẳng lẽ cho đến lúc chết cô cũng không thích con hay sao <laughs> chuyện tôi thích cô hay không không thành vấn đề cái chính là cô không hợp với thằng minh tôi muốn cô phải tránh xa con trai tôi ra là tôi muốn tránh cho con trai tôi sự đau khổ con thấy đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi con đảm bảo với cô con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh minh mà dựa vào đâu mà cô nói thằng minh sẽ hạnh phúc khi lấy cô chỉ nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp này sao cô có thể trở thành nữ hoàng cà phê nhưng vài năm nữa mọi người sẽ quên điều đó thậm chí thằng minh cũng sẽ nhìn cô với con mắt khác con biết mà anh minh yêu con là vì chính bản thân của con <laughs> cô nghe đây có rất nhiều điều cô không thể hiểu được cô có thể thắng trong cuộc thi người đẹp nhưng cô không thể nào thắng nổi tôi sau một thời gian nữa thạch minh sẽ có một người phụ nữ đủ tư cách đại diện cho nó cô thì có thể giúp được gì cho nó chứ nếu cô yêu nó thì đừng bao giờ nghĩ cho bản thân mình cô hãy nghĩ cho nó và hãy nghĩ tại sao tôi phải làm như vậy Tất cả là vì cô Vì bản thân cô Vì sự ích kỷ của cô Cô chỉ muốn điều khiển anh Minh như một con rối Cô im đi Cô Thiệt tình á, anh thấy em chẳng khác gì con trai hết Nhiều khi á, em còn men hơn cả anh nữa So với ai? So với anh á, thì nói làm gì? <laughs> mới nói có một câu mà lên mặt Hử? Nè, mà mấy nay anh làm gì vậy? Anh đang làm một vài thứ mà anh đã ấp ủ mấy năm nay Nhưng có điều phải xong anh mới nói được Còn em? ở công ty có gì mới không vẫn chán chết Cho những chuyện nhạt nhẽo hmm? chuyện gì mà nhạt nhẽo thì cái chuyện ông thạch cặp bồ bị đuổi ra khỏi nhà vợ ổng lên công ty đánh ghen làm rùm beng lên chẳng ra làm sao người ta sống ganh đua riết mất hết lòng tự trọng luôn rồi Dữ vậy hả Kể cho anh nghe từ đầu coi <laughs> Mệt lắm Có gì đâu mà kể chứ Đàn ông Đúng là toàn những thứ bỏ đi Ủa gì kỳ vậy Sao tự nhiên kéo anh vô chửi <laughs> Mà bộ em nói không đúng hả Nhưng em thấy Ông Thạch đúng là loại người không ra gì Dài như vậy rồi Mà còn đi cặp kè vợ cũ của ông Thông nữa Nhìn thấy mà ghét Giờ mà em thấy mặt của ông Thạch với mụn Thúy Vi á Là em chịu không nổi Đúng là không ngờ được mà Cặp ai không cặp Lại đi cặp vợ của anh Thông Tội nghiệp Cha nội đó hả Con ông Thạch như cha vậy đó Ông ta Nhất định phải trả giá ừ. Ủa Mà sao anh thấy em quan tâm ổng dữ vậy ổng làm việc kệ ổng liên quan gì tới mình bây giờ á mình lo làm tròn công việc của mình kìa rồi còn lãnh lương để đi chơi cho nhẹ đầu đúng không anh hay quá ha nếu anh không hỏi á em nói làm gì uhm, em đang yêu một người mà không phù hợp với em ờ à, rồi đây Em, em sẽ tồi tệ lắm phải không chị? Em đừng có ngốc như vậy, quan trọng chỉ là Thạch Minh thôi Bà ấy thì không ăn thua gì nếu Thạch Minh thật sự yêu em Nhưng mà anh Minh thì anh chưa hề biết gì về quá khứ của em Nếu như mà em nói cho anh ấy biết về quá khứ của em thì Quan trọng là chỗ đó đó, em vẫn chưa nói với anh hả? em muốn nói lắm chứ nhưng mà chị quỳnh ạ à, em 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 không thể em không có can đảm chị ơi rồi em lại im lặng à chị có ý này chị có cách em có thể nói với anh minh mà không cần nhìn vào mặt ảnh cách nào vậy chị chị chỉ em đi Chờ chị chút xíu nha. Từ từ. Từ từ thôi. À, xuống, à, xuống. À. Chị nhận quà giùm cho Quà có ai gửi tới vậy Dạ chúng tôi chỉ biết dẫn chuyện đến Mong chị ký nhận giùm dạ cảm, cảm anh ơn anh chào chị chào dạ. chị rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha ờ dạ chuẩn bị nha ờ chị chị khoan đã Em đừng lo lắng gì hết. Cứ nói thành thật là được. Cố lên nha. Chị bấm máy thì em bắt đầu nói nha. Ừ, dạ, chào anh Minh. À, em... Em muốn nói với anh vài điều. Ờ, à, không phải... Em... em muốn nói với anh vài chuyện Anh... anh... Khó nói quá chị ơi Em phải bình tĩnh Lấy hết can đảm để nói với anh Mình bắt đầu lại nha Sẵn sàng chưa? món quà à! vô giá của em đây anh Bát à anh lúc nào cũng là cho em hết hồn hết xem chút nữa là anh làm đứng tim em rồi á anh minh em em muốn nói với anh chuyện này đau lắm rồi em không thể mở miệng em em cảm thấy sợ rất sợ em sợ anh sẽ từ bỏ em và em sẽ mất anh nhưng anh cần phải biết sự thật sự thật là em không phải là sơn trà tên thật của em là ánh mai thông tin trong hồ sơ thi của em tất cả đều là giả mạo không phải em muốn lừa dối anh hay là lừa dối bất kỳ người nào em làm như vậy là gì em có rất nhiều điều em muốn giải thích với anh Thực ra Em không biết mặt cha Mẹ em mất Khi em còn rất nhỏ Dì của em đưa em về nuôi Dì em Có một quán rượu Và em đã từng làm việc trong quán rượu đó Anh à Em thường phụ trách nấu nướng và dọn bàn Và dì em đã lợi dụng em Em không biết là Anh có hiểu cho em hay không Em không biết anh có hiểu không Dì em bắt em làm việc hàng đêm Dì bắt em phải mặc đồ mỏng Váy ngắn vì bắt em bưng bê cho khách nhưng mà em ghét chuyện đó lắm em ghét lắm rồi vì đã làm một chuyện khủng khiếp lắm anh biết không vì đã nhận tiền của một người đàn ông vì đã cho hắn ta vào phòng của em em đã chống cự và may mắn đã không có chuyện gì xảy ra sau đó vì làm lại chuyện xấu xa một lần nữa vì đã bán em cho người đã từng cố cưỡng bức em Em cần phải đi thật xa Em cần phải bỏ đi Và em đã làm được Em tưởng mọi chuyện đã chấm hết Giờ thì Chuyện còn lại tùy thuộc vào anh Em sẽ chờ anh Vào lúc 5 giờ chiều tại quán cà phê mình lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau nếu như anh đến thì em biết mình đã không mất anh và anh yêu em nhưng nếu như là anh không xuất hiện em chỉ xin anh một điều thôi là một ngày nào đó anh hãy tha thứ cho em nghe anh em đã nói dối anh nhưng thật lòng là em không muốn em xin lỗi <laughs> em có biết là nó trong cái thùng này cực khổ lắm không hai cái thằng quỷ kia kia không có nổi tới cầu thang thả cho rơi tự do luôn vậy đó <laughs> lẽ ra mình mang theo cái bình oxy uhm. anh còn một món quà nữa dành cho em một ngạc nhiên nữa sao một món quà sơ <laughs> cua <laughs> quà quà gì vậy anh nhắm mắt lại đi Wow. <laughs> anh bách sao anh có thể nghĩ ra cách tặng quà độc đáo như vậy chứ wow. sao như chuyện đẹp quá ờ nó trị giá bao nhiêu vậy anh hmm. bây giờ nếu mà nói ra thì sẽ em không tin nhưng mà không nói ra thì sẽ em không biết hai trăm á 200.000, 200 triệu. 200 triệu.